Rồi như vậy cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ tại vì á trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Thì đêm đó là em đi chơi với bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, xin chào anh Quốc Thận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới ở dưới Quyên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa, mà đen đen lắm. Nhưng đen có lắm, cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi 18 tuổi. Ủa đẹp lắm. Dạ lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này. Trời lắm, chảnh không lắm để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó là phòng tới ba người con trai lận, mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á, mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Cũng có hỏi gì đâu mà tự nhiên nó không có gì đâu, đúng không nào? Đó. Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia. Gửi qua cái người này ai về dính người nào. Người tính không bằng trời. Mà lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đấy vợ em lận, mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng, nhất cự ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á, rồi hai đứa có thường xuyên vai tạng nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì không gì nói ánh ghê. mắt va chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái. Không, lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lằng nhằng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản, không có cho em quen luôn. Có lợi ghét ông này ra mặt luôn. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tao vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn. Rồi anh sao có phát hiện nữa? Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ anh để anh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Ở lại thì sao nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em này không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện dây là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, anh em không có biết đâu. Bí mật không biết đâu, cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra.
Xong rồi chứ chạy về hồi đó quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chỉ đánh thì không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn ỉn xíu. Đó em mới nhờ luôn ơi mày qua mày nhận giùm tao đi. Bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á. Là cái áo này là của anh đó. Của em. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó. Vậy phải cảm ơn cái bằng hướng điểm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo đó nữa. Yêu luôn chứ. Thôi mặc đi lòi đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm. Cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được, mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Dạ. Vậy là từ trước tới giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như đó, như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Đó, nhân dịp này đi. Nè. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là người anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì dạ, chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Dạ. Đầu tiên. Thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Dạ. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì bớt lén lút lại nói từ từ mí mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em trời mới lòi ra ông. Thế cũng hơi bị chắc do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó bởi vậy thay vì đáng nghĩ người ta phải nhắn tin thường xuyên Thế nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không? Mẹ chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có. Dạ, anh có trời sao phần này chưa khí thế liền cho đến cái phần này nó vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, Vinh hỏi luôn đi. Chị mời Vinh quá. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Em 26, chồng vợ em 24. 26. Em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn. Nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm. Tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn? Đó, ý ảnh là vậy đó. Người ta chưa có hiểu mà. Nó để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm trước tân đó hôn hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? À? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? À? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ, tại vì trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn. Còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi. Chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi, ủa sao cưới sao không ở chung với vợ? Mà vợ kêu, thôi anh đi theo ba mẹ đi. Hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn. Không ngủ luôn, không. Em kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không? Chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ra sức ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho.
kiên quyết không cho. Dạ. Nói chung cũng có xinh là gì. Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện. Mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng nữa hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quá em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái em ổn kế là lấy hai cái mắm làm cho ổng kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không nên được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau không? Này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui. Làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Không biết nói gì hết luôn. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả được đâu. Mỗi lần đi xe trên đường á anh, thở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi vậy là biết. Dạ đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh ảnh vậy. Đâu, đâu có biết đâu. Hại tức rồi. Em đó, đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không, không có xét được tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này thôi, bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ là mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, không dặn ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thả bơm đi. Rồi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Không lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tất cả. Đối với ảnh đó là niềm vui mà. Thú vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nghe nó giả cười quá đó. Ảnh đâu biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rồi em về thử đổi rau cho ăn coi. Còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe, đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên, vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Okay. Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn tụi em mình dung không? Hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á, để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà 4 người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em. Xin cảm ơn hai em.